Chào đón quý vị và các bạn trở lại kênh Bao Gia Chất Sự, và chúng tôi vẫn ở tại nghĩa trang xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội, và trong hội sinh viên cả xã Dương Liễu lúc này có rất nhiều các bác trong hội đang đến cùng cổ vũ và chiêm ngưỡng tác phẩm ở đây, và tôi chuẩn bị tiếp tục cho một bệ đá tiếp theo ở đây, một trong những chậu cổ cũng khá đẹp. Và những cái đường này thì tôi chuẩn bị đục, sau đó thì bỏ những cái viên sỉ này ra, và sau đó thì tôi sẽ cài đá vào. Các bạn biết ở tại Hoài Đức là một trong những thủ phủ về xanh lá móng, và xanh lá móng các bạn biết là một trong những loại xanh cực đẹp, bông răm là rất dễ làm. Và hiện nay thì các bạn biết ở vườn này có rất nhiều những cây xanh lá móng cực đẹp luôn, tôi sẽ quay cho các bạn. Đấy, ông Toàn đục hộ mấy cái nốt đây. Đây lúc này có các bác anh em đến hỗ trợ rất là vui và tinh thần rất cao. Vâng ạ. Quay sau. Hôm nay sau những ngày nắng nóng thì hôm nay nhiệt độ là giảm đi cũng dễ chịu hơn. Vâng, và đây giờ thì cây xanh lá móng cực đẹp này chúng tôi bắt đầu sau khi moi móc, đục đẽo, và bây giờ thì chuẩn bị đưa đá vào. Ở đây là thủ phủ của lá móng. Lá móng là một trong những loại lá rất đẹp. Chúng ta nhìn bông răm của nó, lá móng là dày, lá bé, và những bông cắt kỹ thì càng nhỏ. Và đây được trong một cái bể cổ khá đẹp.
Ôi trời ơi. Vâng, các bạn theo dõi một cây xanh lá móng đã được tháo bệ sỉ, thay vào đó là bệ đá. Tại nghĩa trang xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội. Trên một cái bể cộ. Ở phía tay cành thì vẫn còn đang nuôi. Anh xong chưa? Vâng. Ở phía kia là đi 4 năm bệ đá đã được hỗ trợ. Số điện thoại của tiến sự là 0977722623, chuyên tạo bệ đá cũng như cắt chỉnh sửa cây cảnh bonsai. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi trên kênh Bonsai Nhân Sự. Và đây là chủ nhân. Cái xong ngay rồi, anh có ok không? Và có ok không anh ơi? Quá ok rồi anh ơi. Và anh cũng rất tâm đắc một cây xanh lá móng này. Các bạn biết lá móng là một trong những cây xanh mà khá đẹp, răm dày, dễ làm và lá đẹp. Các bạn biết là những cái bông mà lá móng được cắt vào tán đĩa thì có thể nó còn đẹp hơn cả lá xanh nam điệp. Quý vị và các bạn có dịp giao lưu tới nghĩa trang xã Gia Liễu, huyện Hoài Đức. Xin lỗi, Dương Liễu. Anh em đã tập trung cây ở đây khá đi và nhiều tác phẩm hoàn thiện đẹp và có rất nhiều những tác phẩm giá trị. Và tôi cũng xin kết thúc video này. Quý vị có dịp thì tới trực tiếp. Vâng, xin cảm ơn các bạn.